Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình là Biosugi. Thì hôm nay mình sẽ đánh với Sumit, đi mid với Syndra. Thì mình sẽ vô mình giúp mình rằng chọn cái quyền cái vô giúp rằng nè bên. Mình đang đánh chung với em mình là bên Okami. À nó đang cầm Gravet đi rằng. Chọn nó giúp nó cái là thấy hơn rồi đó. Má, chọn nó gây mất tất tận mấy con quái hơn á. Chúng là trời ơi, lóc không tới. Mới cho sinh ra hơi khổ ra, nhưng mà nếu mình chặn được mình né được cái mấy cái skill nó là mình lời à. Chúng à, trời ơi xem chúng rồi, mít nó mang thiêu đốt nên có lẽ mình phải cần cẩn thận. Cái sau nó combo là chết tức tưởi luôn, đừng hỏi vì sao mà chết luôn. Mình lóc không người lắp một cách không có nào. Mấy yếu yếu hả? Có mấy lần sau rồi cũng giờ vô giúp lần nữa đậu thợ. Chúng ơi, ba cái lóc chúng được cái khá là mừng. Rừng nó là gì nên chắc lẽ nó không có găng sớm đâu anh em à. Với khoảng phút thứ ba mình sẽ cắm mắt sau. Ồ, mất con xe luôn, what the fuck. Buông chuột cũng mẹ luôn rồi. Ồ, mất lốp luôn. Cái gì đang xảy ra với tôi vậy? Xui hay là do ông trời quyết cơ mà nó định ai mà sao trận này thấy khá là xui. Rồi, mất cái dép. Ồ, lướt lên mình bị stun. Anh khá là ngu người, phút mà mới có farm được có 18 con thôi. Má men lộn bẻ thì chị bé vô quá, mới ăn xong cái con chiên cái hết máu về luôn. Chúng ngay này thì lách này. Né à. Chúng chuẩn skill đi man. Mình vẫn chưa thấy thằng rừng nó găng đâu kể nên bên mình tính. Ô né được. Ô. Chúng ngay. Chúng ngay. Thằng mặt nồi cu nào cu bên nào đậu ờ à. Lâm bắn nó giết nó giết nó đâu rồi. Ồ nó ra nó găng tay rồi, nó ra găng tay này, nó ra găng tay mà hình như nó chạy qua nó ăn bà lưu luôn mày. Nên tâm rồng mắt lộ liễu luôn. Solo BK đây man. BK đây man. BK đây man. Tuyệt vời. Cinderella nó đã mất cái tóc biển rồi mà nó vẫn chưa xài cái thứ đố mình xài cái thứ đố mà vẫn chưa mất cái tóc biển. Cái mình sẽ farm thêm xíu nữa để mình về mình mua đủ đồ luôn, mua cái này xong rồi mua thêm cái lọ thuốc phục hồi này mà. Thiếu không vài chục đồng nữa. Farm cho đủ luôn, về nhà mua đồ cho nó mạnh nha. Rồi hụt luôn. Má ơi. Ok tuyệt vời, về thôi, về thôi, về thôi. Cinderella nó ra rồi, nó level 4, nó farm được hai mấy con, nên mua cái cục lam ngọc trước. Ok mình sẽ lên cái này. Mua cái này ok. Đợi mua mắt nữa. Giờ chắc cái lẻ làng gì nó cũng găng được rồi nên cứ mua mắt cho chắc bắp. Đây mình để ăn được hai mạng, trong đó mình một mạng và top một mạng. Top mua Kinoran đi với nè. Kinoran hiện giờ đang được boost khá là mạnh khi farm lính. Vì cái nội tại đánh vô một mục tiêu gì đó là nó sẽ tăng sát thương anh em mà mình cũng không có rõ. Đấy lướt né lên. Mình đã level 6 rồi. Cố gắng cái lấy lợi thế này lên mình giết nó mới được. Bực kè mà anh. Trúng nè. Đấy mất cái sự đốt luôn nè cưng. Ok thì giờ mít nó không còn cái quần què, nó mất thiêu đốt với tóc biển luôn rồi. Tuyệt vời.
Thử thử rừng còn không? Còn luôn. Hình như là thằng Di nó ăn blue xong nó mới qua, nó ăn riết hay sao rồi. Blue nó hồi trước và cứ mè chân chỉ nó khỏi phèm nhá. Biến ra mày mặt nội quán của tao. Ê gì nè vậy tao đâu mang thiêu đố đâu về ơi, ra phèm của tao luôn nhá. Vậy đái mày mày còn có tốc biến gì, nó mang tăng tốc rồi nó không có tốc biến quay chém được, hơi vậy lúa luôn. Mua này farm cho nó đẻ rồi. Mua này lúc mà mình farm được 100 con là nó sẽ mỗi một con là nó sẽ cho mình một đồng, giết một con được 1 đồng, vậy là giết 100 con được 100 đồng, là giết hơn 100 con nữa là 100 con 100 đồng, xong rồi 100 con đó là tích cái điểm đào tạo này là thêm cho mình 350 vàng nữa, là tổng cộng là 450 vàng khi mà mình farm bằng cái lưỡi há này. Rất là nhiều tiền nha anh em. Mình những ai muốn chơi lay thì cứ mua này chơi đi, lay rất là mạnh luôn. 450 tiền là hơn một bàn rưỡi đấy, tuyệt vời. Hụt một con à, khá là ngon. Bọn mình gì mạnh đi, mình nhắc lại là thằng Eco đi bọn anh em, xem nó kinh gì không có tin được. Bây giờ nó quất mít luôn rồi. Ảo vãi. Thằng nội là mới cướp của em. Ôi. Ôi, thằng mít nó chết rồi, mít nó chết rồi. Ráng bê chủ đầu. Mình ăn được cái chủ đầu là tiền khá là nhiều. Cứ ăn đi. Ăn đi. Ăn đi anh em mày, vô đây anh em mày. Về. Yeah. Chết mẹ không có nổi rồi, không nổi rồi, không nổi rồi. Quái ơi đơn. Yeah. Nice. Né liền anh em. Tuyệt vời. Tay mình 6-0 mà ăn đến 3 mạng, phải em gần bằng thay rồi. Khá là kinh. Hình như không ai muốn ra đếp cái trụ rồi á, tại mình hành thằng Bích nó nát luôn rồi. Trận này thì mình thấy là khá là easy. Mình đánh khá là gà, 0-4 là mình khá nản. Cướp rừng chân Di nó khỏi farm, nice. Cắm mắt cho thằng Di nó ra, nó vét tội mình. Nó kìa, vừa mới nhắc luôn. Thằng top nó out anh em, what the fuck. Mid nó thì ngu, top nó thì out, trận này mình thấy nhạt vãi. Rồi chỉ còn hai boss nó chơi à. Trời ơi là trời. Mình lên giày tóc đánh luôn cho nó chí. Bảy mình máu luôn, mình không cần nữa. Không, mình không cần mắt luôn, mua giày là ok. Thằng Minh nó chỉ mới level 6 mà mình level 9 mà mình không có tặng 3 level này. Trận này muốn thật là buồn chủ anh em à, vì giờ trận này khá là nhèm. Xong được nó yếu xìu 0-4 á, combo nó chết luôn. Chà, mày bắn vô cái cục đó chi vậy? Mình bắn cái cục đó xong rồi nó dội ngược qua đây lại nè. Đậu không? Mấy người rồi. Ốc chó này có thật. Ui, ơi mày né được nha. Vô man, vô man, vô man. Lóc trúng rồi, không trúng. Đấy, nuột nè. Dễ vậy hả? Trời ơi, không chơi quá. Vô mình bê cái chủ mít. Là. Ồ, về. Duyên nó. What the fuck.
Như một đứa không phải chê, một đứa thôi. Ngu người. Múa này là 100% crit. Đấy, 100% rồi. bốn trăm lẻ chín tốc chạy cầm bộ nó giết nó luôn. Xin ra rồi mình không cho nó chơi cái game này. Hành ra bể luôn, nó không năm rồi. Tuyệt vời. Con đi tuyệt vời hơn. Đấy, con đi tuyệt vời hơn, con mắt luôn. Con đi tuyệt vời hơn, yeah. No. Thằng nào ra cản đâu đây, không ai ra cản rồi. Ồ, thằng sụp bỏ ra mà chém nó. Có mấy chém trời. 6-0. Unbelievable. Team mình đã giết một nửa mạng của mình đã giết một nửa mạng của team mình rồi. Ơi. Gì nó chém thì chịu thôi. Vì này fan 85 con vẫn đang cố gắng đẩy top. Adelution vẫn cái build đồ ấy cuồng cung. Thật là kinh vậy. Lucian lên cuồng cung, chắc cái build đồ này rất là phát triển khi anh ấy sáng lập ra. Nhưng khi mình đăng lên YouTube thì nhiều người sẽ bắt chước. Rất là mạnh. Đam thật là vãi lề, 114 đam. xuống bót quẩy hai đứa kia, mình đi mít hoài cũng chán rồi. Xuống bót quẩy hai đứa vô man. Giết nó. Ơi nó ngu. Tao ra. Còn anh bay gì nha, combo gì ra anh bay. Nó phế lắm rồi, nó không xấu rồi. Mình nhìn ra combo đẹp lắm. Nhìn nè. Chưa. Để ra tao combo kia ra. Chúng ơi. Đấy, chúng. Double kill. Nice. Vậy này đó cũng khá là xanh, nhưng mà mình chém nó mất thấm luôn. Mình hơn nó hai liver. Mọi chuyện nhèm như thế này là do thằng top nó eo. Bây giờ thằng mít nó mình thành thằng mít nó nát luôn. I come in man. Ay, what the fuck. I come in man. Quay, trời ngu người. Tôi tới rồi. Đấy. Cinderella nó reset tiền rồi. Đã quá, nãy giờ giết nó được 300 đồng luôn. Phê rồi. Vậy là gì? Gì man? Đây chọc quỷ rồi. Biến hình. Chọc quỷ rồi. Lóc với rồi. Lóc hụt luôn. Chọc quỷ nè. 4 là còn 3.
mẹ rồi, chết mẹ rồi. Ôi là trời. Mày nó bắn vô tường mới xui á. Có lẽ đó, câu câu giờ cho ông Benny xanh xanh xíu rồi chơi ra luôn. Như được rồi. Sập bọc mình mới level 8 thôi, mà mít nó phê vậy, mày mít nó hơn sập bọc mình 2 level. What the fuck. Giết luôn sập bò ơi, giết nó combo nữa. Gần chết. Giết nó. Ồ, hình như sập bò không rờ luôn. Vân lờ. Trận này win nhanh đánh ván mới đó mày. Ngay mẹ thì chán mới đánh ván mới, đậu má còn ngay. Ngay với nó chán hơn nữa, để mình cảm nhận được cái vui của nó cho sự chán. Quên lẹ ơi. Để lại là ăn. Hồ Quỳnh ơi, mấy người yếu ơi. Chiếm gì mà có mấy chiếm hả? Tưởng nãy ra chiếm nó mạnh đi. Muốn ngồi đây, muốn không? Ôi. Để đi vô tăng trụ trước đi. Trời ơi, chạy ra đường đó thường rượu bằng niềm tin à. Bơi. Rồi, bơi trụ chứ nữa. Đó thường ra không? Có. Đậu xanh. Cầm thường ra nghe thằng gì vậy em. Đậu xanh. Biến hình đó mày, đây tự biến hình. Má mù mắt à. Mày tự biến hình. Quên này là biến hình. What the kill. Nó gọi đó là phe làm cờ mờ nó màu ấy. Khúc đó là tao không cần tóc biến tao vẫn giết được mà. No, quay hụt cái vải. Ê, chết rồi. No. Vãi đây. Fuck, what the fuck. Nó kẹt luôn rồi, nó kẹt luôn rồi. Gì? Hát con mẹ rồi. Nói tao. What the fuck. Nó ngáo rồi. Chấm hỏi luôn. Này đúng mà, sao. Má, mạnh đi. Ủa, nó nhỏ nó có giỏ. Coi. Mày đâu? Đấy. Quỳnh ngựa. Má còn máu luôn. Thôi chết mày rồi, chết mày rồi. Ngu. Quay đó kêu à. Đâu ra nè má. Tao ra nè man. Cái qua ra lần nữa đâu. Quê qua ra. Chiếc bộ kêu qua này. Qua ra kêu đau đậu mới mà ra đây coi thằng nhóc con này. Giếng mày qua ra mang chủ giếng kêu. Chết không? Chết không? Fuck. Cuộc đời là không không như mơ. Chó thiệt. Tên có 27 mạng mà mình ăn hết 18 mạng rồi. Rồi là
chờ là chờ quên mẹ đây. Ê gì rồi gì rồi gì rồi bạn đà. Ê tao biết gì vậy? Nói mà khúc đó là giết đường gì vậy? Khúc đó lên từ không à, đi đúng không? Ờ còn giết nó. Gì? Các anh em cảm ơn em đã theo dõi video này của mình. Nếu thích thì hãy nhớ bỏ lại một like, một share và một subscribe nha. Vậy mình nói luôn là 50 cây sub thì mình sẽ lộ mặt. Đó bạn anh em.